Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một công trình ở bên quận 2, đó là nhà anh Tường. Ngang 6m, dài 13m, được thiết kế là một trệt, một lầu, một sân thượng, theo phong cách nhà hiện đại. Rồi, thì chúc các bạn bắt đầu sẽ ở ngoài phòng khách, các bạn nhìn ra ngoài sân. Sân được ốp gạch rất là đẹp. Cổng chính sẽ được lệch qua một bên và một bên là để trồng cây. Thì các bạn bắt đầu tiến vô trong nhà. Bên tay phải các bạn đó là phòng khách. Đó, phòng khách được chủ nhà treo một bức tranh rất là đẹp. Và bộ sofa này đã được đặt để làm riêng, rất là đẹp. Đó, trên trần thì được đóng giật thành hai cấp và có cái đèn ở giữa bật lên rất là sáng. Đó, thì phòng khách này nó rất là rộng, nó tới 4,5 m nhân cho 5 m, rộng khoảng 20 m2 đấy. Được chủ nhà sắm rất là đẹp. Bắt đầu mình đi ra đằng sau thì cái cầu thang dạng dọc nhà như thế này, thì dưới cầu thang thì đã được trang trí bằng đá tự nhiên. Các bạn nhìn qua khu bếp đóng hoàn toàn bằng gỗ sồi. Đó, khu bếp. Đằng sau cái bếp nó chính là cái vệ sinh các bạn. Còn phía phòng bên bàn ăn thì được treo một bức tranh rất là rộng. Và đằng sau đó thì đã được làm một cái tiểu cảnh để cho chủ nhà khi mà ngồi ăn cơm á, để ngắm cái bức ngoại cảnh của mình. Đó, được làm hoàn toàn bằng kiếng các bạn. Đó, thì cái này sẽ đã được thiết kế làm một cái tiểu cảnh sân vườn rất là đẹp, có nước chảy phong thủy. Đó, rất là đẹp đó các bạn. Đó, được ốp bằng nhiều cái loại đá khác nhau. Đá răng cưa rồi sỏi rồi các cái khối đá rồi các cái tiểu cảnh để tạo cho cái vẻ đẹp. Nó rất là mát. Mỗi lần mình ngồi ăn cơm thì mình ngắm ra mình cảm thấy rất là thư thái sau những ngày làm việc mệt mỏi. Rồi các bạn bắt đầu tiến lên cái cầu thang được thiết kế bởi hai tông màu trắng và đen. Rồi trên lầu thì được thiết kế bởi một phòng thờ và ba phòng ngủ. Đây là phòng ngủ thứ nhất. Cửa thì đã được làm bằng khung bảo vệ bằng inox. Cửa làm bằng nhôm sinfa. Thì chủ nhà thì mới vô ở nên là cái phòng này chưa có ai ở nên là dùng để chứa nhà kho thôi. Đó là một cái phòng ngủ. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tới cái phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai thì anh để cho con ở vào trong đây rồi. Đó. Rồi đây, phòng ngủ mình đã làm cái điểm nhấn cho cái đầu giường nhưng mà đang đặt trang trí nên mình chưa có dán vô giấy dán tường vào trong được. Mình đang chờ mẫu. Rồi mình đi lên đằng trước. Đi lên đằng trước thì đây. Ở trên lầu 1 thì mình đã thiết kế một vệ sinh chung thôi các bạn. Một vệ sinh chung rất là rộng. Nó có bàn đá labo. Rồi đây là một cái phòng ngủ. Tất cả được lót bằng sàn gỗ nha các bạn. Sàn gỗ, đây là cái gạch giả gỗ. Đây là cái ban công được làm bằng kính cường lực rất là sang trọng. Ban công này được làm full hết ngang 6 m. Đó, đây là cái phòng ngủ của anh chị với cái tông màu xanh được hợp theo cái phong thủy của mình. Đó. Rồi bắt đầu đây là cái phòng thờ. Phòng thờ thì được chia ra và có các cái điểm nhấn. Các cái điểm nhấn này mình cũng chưa có trang trí. Với cái này thì nó theo ý thức của chủ nhà thôi. Đấy. Thì phòng thờ cũng có cái cửa sổ mà nhìn ra ngoài mặt tiền. Mặt tiền nhà này nó là 6 m. Nên mình chia ra cái tỷ lệ là 3 m. Mỗi bên là 3 m. Phòng thờ 3 m, phòng ngủ 3 m. Đó, đây là phòng thờ ông bà. Thì tiếp tục thì mình sẽ đi lên cầu thang. Mình sẽ đi lên tới trên cái sân thượng. Sân thượng trên đây thì bên trong nhà thì để cái máy giặt.
và mình đi ra ngoài. Ra ngoài thì chỉ để đằng sau là để một cái bồn nước thôi các bạn, để cái bồn nước. Đây mình không thấy bồn nước, các đưa lên trên mái luôn rồi. Đấy, sân thượng thì được lót bằng cái gạch tàu này có tác dụng là nó chống nóng, bởi vì cái gốc của nó là đất sét. Đó, cái sân thượng của anh rất là rộng, thì mình ngồi, có thể mình ngồi đây buổi chiều rất là mát, mình có thể ngắm toàn cảnh thành phố. Đó, trên mái thì để cái máy năng lượng mặt trời với cái bồn nước ở trên đây.